Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì tàu chở container được mang tên là Vietsun Intercity, mang số hiệu là SVB-19, dài 132m với trọng tải hơn 8.000 tấn đã bị chìm trên sông Lòng Tàu tại đoạn giáp ranh giữa huyện Cần Giờ và Nhà Bè của thành phố Hồ Chí Minh. Tàu do thuyền trưởng Nguyễn Hồng Nam điều khiển đang trên hành trình đi Hải Phòng đến luồng Sài Gòn Vũng Tàu thì bị sự cố máy nghiêng và rơi một container vào khoảng gần 24 giờ ngày hôm qua. Đến gần 2 giờ sáng nay thì chìm hoàn toàn ở khu vực phao 28, thượng lưu mũi An Thạnh, huyện Cần Giờ. Do tàu bị nghiêng và chìm từ từ nên 17 thuyền viên đã rời tàu an toàn và không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng bao gồm huyện Cần Giờ, cảng vụ hàng hải, bộ đội biên phòng, cảnh sát đường thủy, công an thành phố Hồ Chí Minh đang có mặt tại hiện trường để phương tiện ứng phó sự cố tràn dầu, định vị các container bị trôi và để trục vớt.